Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, giá heo hơi liên tục tăng tại các địa phương trên cả nước. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá heo hiện đã áp sát mốc là 80.000 đồng 1 kg. Như vậy, chỉ khoảng hơn 10 ngày qua, giá heo đã tăng tới 10.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tăng từng ngày trong thời điểm gần Tết, khiến cho cả người bán và người tiêu dùng đều lo ngại. Trước tình hình heo hơi khan hiếm, tăng giá, tiểu thương các chợ cho biết giá heo mốc hàm nguyên con tại lò mổ cũng tăng liên tục trong hơn một tuần qua. Ngày tăng vài nghìn đồng 1 kg và hiện đã lên đến 110.000 đồng 1 kg, buộc tiểu thương tại chợ cũng phải nâng giá thành thịt heo lên 10% so với trước. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hoạt động bán lẻ tại chợ hết sức khó khăn khi sức mua của người dân có phần giảm sút. Giá thịt heo rất là cao, giá trên lò cao lắm, giá mắc hàm mà lên liên tục, mỗi ngày nhích lên 2-3 ngàn, 4-5 ngàn ngày nào cũng có lên hết, mà rất là khó mua. Chia nhau, đến trước cũng chia phần hết, chứ còn không mua rộng rỡ như mấy bữa. Người dân họ mua rất là ít, họ cũng mua. Mà như mấy kỳ họ mua là ký, nửa ký, bữa nay họ chỉ ăn bóp lại. 3 lạng, 2 lạng, 5 lạng là tối đa. Tiểu thương cũng khổ, mà người ăn cũng không có thịt ngon để mua nhiều mà, vì tiền không có. Khảo sát của phóng viên cho thấy, giá thịt heo tại các chợ Đà Nẵng đều đang có xu hướng tăng, bình quân từ 10 đến 15.000 đồng 1 kg so với tuần trước. Cụ thể, giá thịt heo vai giá 130.000 đồng 1 kg, thịt mông giá 140.000 đồng 1 kg, thịt ba chỉ và sườn non cùng giá 170 đến 180.000 đồng 1 kg. Theo các tiểu thương, chưa thấy năm nào không khí mua bán những ngày cận Tết lại ảm đạm như hiện nay. Với người Việt, thịt heo là thực phẩm chủ đạo trong bữa cơm, đặc biệt là những ngày Tết. Nhưng bỏ ra gần 200.000 để mua một ký thịt heo khiến họ dè dặt. Tết nhà nào cũng phải có một cái nồi thịt kho với hột vịt để người ta ăn 3 ngày Tết, phải có. Thành ra bắt buộc phải mua. Ví dụ gà nó cũng không có ngon bằng cái thịt heo. Gà vịt nó không bằng thịt heo. Để bình ổn thị trường, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã xây dựng chương trình bán thịt heo bình ổn. Thời gian thực hiện từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30, các ngày từ 28 đến 30 Tết. Giá bán được các công ty cam kết bằng giá bán tại lò mổ, thấp hơn giá thị trường và được niêm yết công khai, rộng rãi. Dự kiến sẽ có khoảng hơn 15 điểm bán thịt heo bình ổn, rải đều tại các chợ dân sinh trên toàn thành phố Đà Nẵng.